Xin kính chào quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì em lại đăng lên một chiếc Mazda bán tải sản xuất năm 1995. Ở dòng Mazda bán tải này thì nó rất lành, và đặc biệt cái dòng của bán tải Mazda thì nó rất là lành và tốt. Chiếc xe này được trang bị 2.0 máy xăng, một chiếc Mazda 3 chỗ ngồi, bán tải 3 chỗ thì quý vị nhé. Và hạn của chiếc Mazda này chỉ được 25 năm, và đến hết năm 2020 này là hết hạn rồi, hết niên hạn rồi. Chính vì vậy mà chiếc xe này rất là rẻ quý vị nhé, rất là rẻ. Và chiếc xe này là trọng tải được 1 tấn hàng, thùng rất là dài, chính vì vậy mà rất tiện lợi cho quý vị chở hàng. Và chiếc xe này thì nếu quý vị mua về để chở hàng quanh quanh khu vực nhà mình, hoặc là chở trong các phân xưởng, hoặc là chở trong các nương rẫy, hoặc đi vườn rừng cà phê thì rất là tốt, rất là hợp lý, vì chiếc xe là rất khỏe. Chiếc xe là chỉ một cầu thôi nhưng máy rất khỏe, máy 2.0, máy chạy xăng. Và đặc biệt thì con xe này thì tất cả như thùng bệ, gầm bệ rồi máy móc cũng rất ngon, chưa biết han mọt là cái gì cả quý vị nhé. Vâng, và thưa quý vị, chiếc xe này tôi đang bán với giá là 35 triệu đồng thôi, rất là rẻ. Quý vị là có nhu cầu mua thì liên hệ với em luôn. Vâng thưa quý vị, và quý vị là đang xem kênh của em thì hãy không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh, và quý vị đăng ký để cập nhật những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất. Và quý vị muốn mua những chiếc xe rẻ và đẹp nhất thì hãy đăng ký ủng hộ em, và không quên bấm nút chuông thông báo để hiển thị tất cả những chiếc xe mới nhất đăng lên và những xe mới về đăng lên cho quý vị và các bạn. Vâng, và em xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Vâng, thân ái chào tạm biệt.